Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Hiện tại em đang có mặt tại gian hàng ở hội chợ triển lãm tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Đây là gian hàng đồ gỗ, đồ nội thất cao cấp của Hoàng Anh Tiến tại hội chợ thành phố Thanh Hóa năm nay. Trước mặt các bác rất là nhiều những sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp, bao gồm những bộ bàn ghế sofa, những bộ K3, những bộ bàn ăn và rất nhiều những tấm chiếu ngựa với các kích thước khác nhau khác ạ. Các bác có thể thấy hoàn toàn 100% là gỗ tự nhiên nguyên khối, từ những cái chất liệu gỗ quý như là gỗ cẩm hồng, gỗ hương và gỗ lim ạ. Đây là một bộ sofa có chất liệu bằng gỗ cẩm hồng các bác nhé, rất là đẹp ạ, rất là đẳng cấp. 100% gỗ nguyên khối, gỗ cẩm hồng tạo nên một bộ sofa góc cực kỳ đẳng cấp. Các bác có thể nhìn thấy màu sắc thì rất là đẹp, rất là sáng, rất là tự nhiên. Còn vân chun thì trên bề mặt bàn, mặt gỗ thì rất là nổi. Đấy, giá trị nằm ở cái chỗ đấy ạ. Gỗ nguyên khối, tự nhiên mà vân chun lại dày đặc và uốn lượn đẹp như thế này thì không còn gì có thể chê. Và giá cực kỳ rẻ các bác nhé. Các bác cứ liên hệ với Hoàng Tiến bên em. Giá chỉ vài chục thôi, một bộ gỗ nguyên khối, một bộ bàn ghế sofa gỗ nguyên khối cho các bác chơi luôn, cực kỳ đẳng cấp. Vâng ạ, tiếp theo là đây là một bộ K3 các bác nhá. Đây là một bộ kiểu dáng K3, bao gồm một bàn và hai ghế băng, cũng là 100% bằng gỗ nguyên khối luôn ạ. Bộ này các bác có thể dùng để tiếp khách, dùng để trong bàn ăn đều rất tuyệt vời, hoặc là để trong phòng họp cũng rất là đẹp ạ. Đấy, các bác có thể nhìn thấy gỗ rất là dày dặn, rất là chắc chắn, các bác có thể sử dụng là rất là bền bỉ trong nhiều năm luôn. Đây, một mẫu K3 tiếp theo. Bên em còn có những cái mặt bàn nhá. Các bác có thể, nếu mà các bác mà có nhu cầu mua mình bàn không thôi, thì bên em cũng có bán và cũng có cung cấp cho các bác. Còn đây là một tấm chiếu ngựa nguyên khối gỗ cẩm hồng. Một tấm chiếu ngựa nguyên khối gỗ cẩm hồng có kích thước chiều dài là 3m25, dày là 20cm các bác ạ. Rất là dày dặn, rất là chắc chắn. Bên em đã hoàn thiện xong hết phần mộc rồi. Đây, một tấm chiếu, tiếp tục một tấm chiếu ngựa nguyên khối nữa. Đồ gỗ bên em hoàn toàn 100% là gỗ tự nhiên, gỗ nguyên khối. Một tấm chiếu ngựa nguyên khối. Đây là một tấm chiếu đôi các bác ạ, bằng gỗ hương. Màu gỗ hương thì là nó rất đỏ và rất sáng. Đấy, tông màu rất là nhẹ nhàng, rất là tự nhiên, rất phù hợp với những cái không gian phòng khách mà vừa phải đấy. Kích thước này rất là phù hợp để trông nó rất là giản dị và rất là đẳng cấp luôn nhá. Tấm này thì có độ dày là 19cm ạ, chiều dài là 3m51. Vâng ạ, đây thì phải gọi là siêu phẩm ở hội chợ năm nay của bên em này các bác này. Hai tấm chiếu ngựa bìa gỗ hương đẳng cấp cho các bác luôn. Hai tấm chiếu ngựa bằng bìa gỗ hương, rất là đẹp. Hình dáng thì cực kỳ độc luôn các bác nha. Hình dáng cực kỳ độc luôn. Đấy, chỉ có 102 luôn. Đây là tấm bìa cho nên là rất là chắc chắn, rất là dày dặn. Các bác về sử dụng không bao giờ lo đến cái chuyện mà bị cong vênh, bị nứt. Vân thì rất là đẹp, vân nu, vân sụn, hoàn toàn tự nhiên, gỗ nguyên khối, gỗ hương nguyên khối, màu sắc đỏ au, màu sắc đặc trưng của dòng gỗ hương đỏ ấy. Đấy, vân thì hiện lên thì không còn gì để mà chê nữa. Hình dáng thì độc nhất vô nhị cho các bác luôn. Và giá cũng cực kỳ êm cho các bác luôn nha. Các bác đến với Hoàng Tiến bên em tại hội chợ tại quảng trường thành phố Thanh Hóa năm nay thì các bác thì có thể sở hữu một trong những cái sản phẩm mà em đang đặt ở cái hội chợ năm nay đây. Rất là đẹp cho các bác ạ. Đấy, và em xin nhắc lại là Hoàng Anh Tiến bên em là chuyên sản xuất các cái đồ gỗ, đồ nội thất cao cấp hoàn toàn là 100% bằng gỗ nguyên khối với các dòng gỗ quý hiếm như gỗ cẩm hồng, gỗ hương hoặc là gỗ lim. Vâng ạ, về giá cả thì là giá hợp lý và rẻ nhất thị trường cho các bác luôn. Để được xem sản phẩm và được tư vấn về sản phẩm, ngoài địa chỉ tại hội chợ ở quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa ra, các bác có thể đến trực tiếp tại địa chỉ tại Hoàng Anh Tiến bên em, tại cơ sở sản xuất Hoàng Anh Tiến bên em có địa chỉ là
ở ngay chân cầu sông Tào, xã Hoàng Cát, huyện Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vâng ạ, ngay tại chân cầu sông Tào ở đường tránh thành phố Thanh Hóa đấy các bác. Các bác có thể đến trực tiếp để xem cơ sở bên em sản xuất gỗ và để được tư vấn trực tiếp. Còn các bác và các quý khách hàng nào ở xa thì có thể liên hệ qua hotline bên em là 0911459 hoặc là 0931392777. Em xin cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.